Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập C6, trang 66, sách giáo khoa vật lý lớp 6. Nội dung như sau, hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các con lăn? Bây giờ chúng ta sẽ quan sát hình ảnh 21.3 để thấy rõ cấu tạo gối đỡ ở hai đầu cầu. Ta thấy gối đỡ thứ nhất, đây chính là hình ảnh phóng to của gối đỡ này. Gối đỡ này được cố định đúng không nào? Và hình ảnh phóng to của gối đỡ thứ hai ở đây thì chúng ta thấy là về cơ bản thì nó giống gối đỡ thứ nhất, nhưng phía dưới của gối đỡ thứ hai này lại có các bánh xe hay còn gọi là các con lăn. Vậy thì chúng ta hiểu ngay được rằng gối đỡ thứ nhất là gối đỡ cố định, còn gối đỡ thứ hai là một gối đỡ có thể di chuyển linh động. Tại sao lại có cấu tạo khác nhau như vậy? Để có thể hiểu được thì các em lưu ý cho cô, chiếc cầu của chúng ta làm bằng thép. Thép là một chất rắn, bởi vậy nó sẽ có sự giãn nở vì nhiệt. Vì thép đặt ở ngoài trời mà thời tiết thì không phải lúc nào cũng duy trì một nhiệt độ. Có lúc nó tăng lên và có lúc nó giảm đi. Cụ thể là mùa hè thì nóng hơn nên là nhiệt độ tăng, còn mùa đông thì lạnh hơn nên nhiệt độ giảm. Bởi vậy, nếu cả hai gối đỡ này đều là gối đỡ cố định thì khi mà cầu thép này giãn nở vì nhiệt, nó sẽ bị ngăn cản bởi hai đầu cố định này. Và chúng ta đã biết rồi, nếu sự giãn nở vì nhiệt của một vật bị ngăn cản thì nó có thể gây ra những lực rất lớn. Vậy nếu chiếc cầu thép này bị ngăn cản như vậy, nó sẽ gây ra lực lớn, sẽ làm phá hủy cấu trúc của chiếc cầu hay gây hỏng cầu. Đó chính là lý do vì sao mà một gối đỡ phải thiết kế linh động như thế này, nhằm giúp cho sự giãn nở của cầu có thể thực hiện dễ dàng hơn, từ đó mà không bị ngăn cản. Sự giãn nở dẫn tới là không xuất hiện những cái lực mà phá hủy cầu. Như vậy với bài tập C6 này, các em có thể ghi lại câu trả lời như sau. Nhớ là chúng ta có hai ý. Ý thứ nhất là nhận xét về cấu tạo của hai gối đỡ có giống nhau hay không, và ý thứ hai là vì sao một gối đỡ lại phải đặt trên các con lăn. Chúng ta sẽ trả lời ý thứ nhất trước. Là ta thấy ngay được hai gối đỡ có cấu tạo không giống nhau. Cụ thể là một gối đỡ cố định. Còn một gối đỡ còn lại được đặt trên các con lăn. Chính vì vậy mà nó có thể di chuyển linh động. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải thích vì sao lại có sự khác nhau đó. Như vừa rồi cô đã phân tích là chúng ta phải thiết kế một đầu gối đỡ được đặt trên các con lăn nhằm hạn chế xảy ra hiện tượng ngăn cản sự giãn nở vì nhiệt của cầu thép. Như vậy các em ghi lại là một gối đỡ đặt trên con lăn để giúp sự co giãn vì nhiệt của cầu không bị ngăn cản. Từ đó mà không gây ra những lực nhớ là những lực rất là lớn làm ảnh hưởng đến cấu trúc của cầu.
Rồi, như vậy là chúng ta đã trả lời xong bài tập C6.